Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 13 tháng 9 năm 2020, giác nhàn hôm nay nhân ngày chủ nhật lên đây cộng tu chung với đại chúng, quý vị quan hỷ không? Thì trước khi vô cộng tu thì Giác Nhàn xin chia sẻ một số những cái kinh nghiệm trong cái thời khóa công phu. Hôm nay thì cũng có một số các thầy, các chú ở khu chuyên tu lên để chung với đại chúng mỗi chủ nhật chúng ta cộng tu. Vừa rồi thì dịch bệnh tính ra cũng ngót 5-6 tháng, gần như là đóng cửa. Rồi hết dịch bệnh đợt 1 thì mở ra được thời gian ngắn rồi tiếp tục đóng. Đến hôm nay thì chính thức được mở cửa. Thì Giác Nhàn cũng không ngờ rằng là khi mà trong cái quá trình thời gian dịch bệnh cũng khá lâu mà hôm nay mở cửa ra mà quý Phật tử về ngồi cũng tương đối khá đông. Đó là quý vị vẫn tâm huyết với cái pháp môn tịnh độ, với tịnh thất quan âm phải không ạ? À? Với cái tấm lòng của quý vị như vậy thì Giác Nhàn cũng lên để vừa là chia sẻ, chứ hôm nay không có giảng.
Thì trong cái quá trình từ khi bên Mỹ về mang mấy cái bộ văn sao về thì coi như 3 năm nay là học về cái bộ văn sao này gọi là giải. Nói những cái nghĩa thú trong văn sao, nhưng mà thực sự cái kinh nghiệm để dấn thân hành trì, để cho giải hành tương ưng thì cái phần hành nó khiếm khuyết, do chúng tôi xây dựng rồi nhiều việc quá, chỉ tập trung để giảng thôi. Thì 3 năm nay thì cái máy MP4 mà hôm bữa tặng quý vị đó thì gần như là trọn vẹn trong 3 năm Giác Nhàn có chia sẻ trong đó. Cuối 2018, 2019 với năm 2020 là 350 cái đề tài và buổi giảng, mà buổi giảng là 2 tiếng. Thì quý vị về coi lại trong đó để mình sanh ra tính tâm với cái bộ văn sao. Vì có nhiều người họ nghe văn sao, họ đọc vô họ không có hiểu nổi. Đọc đến những lá thư tổ trả lời cho những vị cư sĩ mà trả lời riêng cho họ là chúng ta nghe là dội liền, không dính líu gì đến mình hết. Nhưng mà chúng tôi dám chắc ở trong lá thư đó, dầu cho trả lời riêng cho vị cư sĩ hoặc vị hòa thượng nào đó đi nữa, Ngài cũng có nói chen trong lá thư đó là nói đến niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát, trì thần chú đại bi, và dạy cho người ta nói về luân thường là bổn phận, là chân thành, là cung kính, là cách vật, là trí tri, là chánh tâm, là thành ý, là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Có cái vị đó hỏi, nếu mình niệm Phật không tu thân được không? Người nói không được, phải tu thân ạ. Thân không sát sanh trộm cắp tà dâm ạ. Thân thì phải luân thường bổn phận ạ, dứt lòng tà, giữ lòng thành ạ. Vì vậy cho nên thành ra là cái căn bản này bỏ thì gần như là tâm mình đã ngăn cách với Phật rồi, làm sao mình niệm Phật vãng sanh được. Cho nên là 3 năm nay chúng tôi nói và hôm nay lưu lại một cái máy MP4 đó là gần như là làm 2000 cái là Phật tử xin. Ở trong này ai chưa có máy MP4 giơ tay. Wow. Mấy người này là ở xa đến, nhưng mà hình như ở gần đây có rồi cũng giơ tay hay sao ta? 1300 cái mang lên lúc nào cũng thiếu, lúc nào cũng là mọi người coi như là con chưa có, chắc chưa có 3 cái. Nói vậy đừng buồn, hôm nay những người giơ tay là chúng tôi nghĩ chắc ở xa đến. Bây giờ đặt thêm nữa thì mất thời gian phải 2-3 tháng, nhưng mà cái máy MP4 là cái máy MP4 là có hình, còn máy MP3 màu đỏ đỏ đó thì cái đó lại vừa có văn sao rất đầy đủ với đại địa giảng của chúng tôi, tuy rằng không thấy mặt thôi, nhưng mà thấy mặt không bằng nghe tên, trong đó là có đầy đủ hết trơn rồi, giảng trong đó có tiếng là được rồi, phải không? Ai thiếu cái máy đỏ đỏ đó giơ tay lên. Rồi cái máy đỏ đỏ đó thì chút xíu nữa sẽ có người chở lên, và sau khi cái giờ tu buổi trưa là sẽ phát được. Còn cái máy màn hình thì đang sẽ sắp xếp để coi lại và phát phiếu, chút nữa thầy phiên sẽ phát phiếu lại cái máy màn hình để xem thử bao nhiêu người kiểm tra dưới kia còn đủ hay không để phát tặng cho quý vị. Một cái máy này là làm rất kỳ công, thấy cho không tốn tiền mang về rồi vứt đó, hoặc là không cung kính, hoặc giả mình nghe mà mình không có tận tâm tận lực thì mang tội mà tổn phước nữa. Mình mang về mình phải sử dụng cho đúng, mở pháp ra nghe. Chúng tôi dán cái thẻ đó rồi, có nhiều người rút cái thẻ ra bỏ nhặt vàng vô nghe. Đó, khổ vậy đó. Cho nên thành ra là cái việc này hôm nay chúng tôi dặn như vậy. Thôi nói về cái chuyện dịch bệnh một chút thì chúng tôi thấy là đây là một sự khủng khiếp nhất xưa nay, và không biết trước đây có hay không, mà Việt Nam mình hình như không có, bên Trung Quốc thì cũng có những cái lần dịch bệnh cũng kinh khủng lắm. Thời Ấn Tổ cũng có những cái bệnh dịch cũng kinh khủng lắm. Nhưng mà suốt trong 49 gần 50 năm nay là chúng tôi chưa khi nào mà thấy cái dịch bệnh Covid Corona giống như đợt này, kinh khủng quá. Cho nên vừa rồi dỗ thân phụ Giác Nhàn, thầy Nhận Minh có đọc cái lá thư Ấn Tổ gửi cho ông Ninh Đức Tấn, lá thư thứ 18 đó, nói về cái tập dịch này là ở bên Trung Quốc đó, là nên đóng cửa ở nhà niệm Quan Âm Bồ Tát.
Nhưng hôm nay ở tỉnh thất Quan Âm mở cửa ra đó, thì đại chúng cũng cần phải có niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát trong thời khóa cộng tu, buổi sáng cũng như buổi tối. Vì sao hôm nay chúng tôi đưa cái thời khóa cộng tu cho lễ Quan Âm thêm? Bởi vì tập dịch này, dịch bệnh này nó vẫn ngấm ngầm và tới lui chứ không có thể là hết đâu. Vì vậy cho nên chúng tôi cho quý vị lạy danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, thêm đó là Tổ sư Ấn Quang, Ngài chỉ cho những người và những nơi mà bị bệnh dịch lan truyền thì nên niệm thêm và lễ lạy Quan Âm Bồ Tát. Cho nên hôm nay chúng tôi nói như vậy để quý vị yên tâm là chúng tôi căn cứ từ văn sao, chứ không phải tự dựng ý riêng của mình đâu. Thì trong cái thời gian 3 năm nay là chúng tôi rao giảng và nói và in sách làm MP3, làm MP4 đủ kiểu để tặng cho quý vị hết. Thì tụ chung nói chung trong bộ văn sao này, Tổ sư Ấn Quang nói cái pháp hành trì là chỉ có niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát và trì thần chú Đại Bi. Nhiều đó, ba cái pháp đó là ngài hành trì. Mà trì thần chú Đại Bi, hôm qua chúng tôi có nghe cái lá thư ở trong Tam Biên là 298. Ngài nói nếu người đó bắt ấn được á, bắt ấn để trì chú Đại Bi được, gọi là cũng tốt, mà không bắt ấn cũng không sao. Không bắt ấn cũng không có trở ngại gì. Bởi vì mình không phải là hành giả chuyên tu về mật tông, mình chỉ lấy trì chú làm trợ hạnh 54 biến hoặc là 108 thì không cần bắt ấn cũng không sao. Xưa giờ chúng tôi cũng không có bắt ấn cũng không sao. Mà người mật tông thì phải có ấn quyết rồi đủ cái lập đàn để họ chuyên về mật tông. Nhưng mình là lấy đại bi làm trợ hạnh thì không cần bắt ấn cũng không sao. Thì giờ đây thì chúng tôi chia sẻ về cái phương cách của đại chúng mình cộng tu ở đây một chút xíu rồi chúng ta sẽ vào công phu ha. Có người hỏi Ấn Tổ là tôi đi kinh hành suốt luôn hoặc tôi ngồi không có lễ Phật được không? Chút xíu nữa Thầy Nhật Minh sẽ đọc cái chỗ này. Ngài nói nếu không lễ Phật thì khó cảm thông với Phật. Không lễ Bồ Tát thì khó cảm thông với Bồ Tát, cho nên phải lấy lễ Phật làm chính. Có nhiều nơi họ không có lễ Phật là bị lý do gì quý vị biết không? Mệt, tổn khí. Họ thấy thông đứng lên ngồi xuống động quá, thôi để ngồi cho nó thanh tịnh. Nhưng mà họ không ngờ rằng, lắng nghe nè, họ không ngờ rằng cái động của lễ Phật mà động trong tịnh, thân thì động mà tâm đang an trụ với câu Phật hiệu, tâm đang theo dõi hành động mình lễ và tâm mình đang theo dõi hơi thở. Thì như vậy động mà tịnh do tâm đang theo dõi hơi thở. Nghe một câu Nam Mô Di Đà Phật, một câu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát hít vô, tâm trụ trên hơi thở, gọi là định tâm trên hơi thở và định tâm trên danh hiệu mình nghe. Niệm ra là mình thở ra một câu danh hiệu từ tâm mình khởi lên, thoát ra miệng, lọt vào tai. Thì cái cách này Tổ sư Ấn Quang nói là định tâm niệm Phật, mượn hơi thở để nhiếp tâm. Bỏ hơi thở lễ một chập mệt, không đủ khí lực. Chúng tôi nói ra như vậy nè, chập mệt. Còn lễ Phật không mệt. Đại chúng ở khu chuyên tu bữa nay 2 giờ đến 4 giờ chiều tu, có cách để ngồi lắng nghe câu Phật hiệu và niệm trong tâm không mệt. Phải biết cách. Và Ngài nói chia ban ra, một ban đi, hai ban ngồi. Nếu là ba ban mà hai ban thì một ban đi niệm ra tiếng, một ban ngồi niệm suốt ngày không mệt. Kinh nghiệm đó. Như vậy bây giờ mình lấy một ban đó là cái máy. Chúng tôi là một ban lễ Nam Mô Di Đà Phật, quý vị là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu câu quý vị niệm có hai câu ra tiếng, một câu thầm. Khi đứng dậy mình không có xá thì chúng tôi thấy là khỏe, chắc chắn là quý vị sẽ khỏe. Khi nó mệt thì sao? Nước miếng nó không có ra, nó khô môi khô miệng, đọc không nổi. Thì hôm nay cái âm thanh niệm Nam Mô Di Đà Phật, hôm bữa giờ quý vị niệm với chúng tôi đó, thì chiều hôm qua chúng tôi bị mệt là do hồi sáng lên trên này làm việc nhiều quá, xong rồi á nói đồ nhiều cái bắt đầu vô công phu cái là nó không đủ cái hơi, cái bắt đầu nó mệt thì sao? Xây sẵn mặt mày, bắt đầu mồ hôi nó tót ra, cái sức không đủ để giữ mồ hôi nó tót ra, miệng mồm nó nổi khô. Thì lúc đó một số mấy thầy cũng mệt cho nên được vài cô niệm Nam Mô Di Đà Phật ra tiếng.
Thì chúng tôi thấy nó hơi lỏng chỏng, cho nên sáng hôm nay chúng tôi mới phát minh ra là một câu Nam Mô A Di Đà Phật lớn thì nó thêm một câu nhỏ 50 kèm theo, để những lúc đại chúng mình niệm ra tiếng mệt thì có thể lắng nghe, có thể niệm trong tâm. Thì Tổ sư Ấn Quang có trả lời cho một cái vị đó đó. Vị đó nói rằng là như vậy trong cái lúc con nhập thất thì con lễ Phật con niệm ra tiếng hay trong tâm? Thì Ngài nói là ông nhập thất, ông lễ Phật nhiều thì ông phải niệm trong tâm. Mà cái người niệm trong tâm mà không có mấy giữ nhịp á, một câu rồi họ niệm trong tâm một câu á, thì người này cái định lực rất sâu, khó giữ vô cùng. Khó giữ trong tâm liên tục câu Phật hiệu để lễ, khó giữ vô cùng. Nhưng mà nếu có một câu bên ngoài để hỗ trợ cho mình á, thì mình lại dễ niệm hơn. Hiểu không? Như vậy hôm nay khi lễ Phật ở trên này với ở dưới khu chuyên tu không còn khánh còn kiển gì hết. Nam Mô A Di Đà Phật, một câu của Giác Nhàn. Hôm trước Giác Nhàn niệm nó thưa lắm. Hồi nãy chú Hiền nói cái câu nó hơi gấp, Giác Nhàn nó không gấp đâu, vừa lắm. Hôm bữa niệm vậy nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm chậm quá thì vọng tưởng nó chen vô, nó làm cho mình không có được hưng phấn. Bây giờ đổi lại làm cho nó gọn vô một chút là Nam Mô A Di Đà Phật, thì nó vừa phải. Nó vừa phải. Rồi sau đó có một câu nhỏ khoảng 50, thầy Tánh bây giờ mới làm xong đây nè, kèm thêm. Quý vị đọc theo, lúc trước là không có câu nhỏ 50 kèm theo, người niệm lớn, người niệm nhỏ, người niệm nhanh, người niệm chậm, thì cái lúc đó nó khó nhiếp tâm. Có một câu nhỏ kèm vô, giống như hôm trước mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật có đứng 4 câu á, nó có một cái câu nhỏ kèm vô. Nam A Di Đà Phật 3 câu lớn, rồi 2 câu nhỏ, 3 câu lớn, rồi 2 câu nhỏ, rồi 4 câu lớn. Cái câu nhỏ đó đó hay. Để làm gì vậy? Nó giữ nhịp cho đại chúng đều. Rồi úp mặt xuống rồi mình ngửa lên cũng không niệm ra tiếng. Rồi nghe cái câu nhỏ đó, nghe cái câu nhỏ. Lúc trước mình niệm trong tâm, bữa nay mình nghe mình niệm trong tâm cái câu nhỏ đó. Bởi vì khi mà mình niệm một mình á, thì không có cần câu nhỏ 50 đó kẹp. Mình tự niệm lớn tiếng hoặc là mình niệm thầm hoặc niệm trong tâm của mình được hết. Nhưng có đại chúng thì phải có phát ra tiếng, thì có một cái câu nhỏ đó giữ nhịp. Mình biết cái câu nhỏ này là mình niệm ra, mà mình niệm ra khoảng chừng khoảng 50% nữa là vừa đủ với một cái câu lớn. Ví dụ câu nhỏ, câu lớn nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Thì câu nhỏ đó nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cả đại chúng niệm theo câu nhỏ đó cho lớn lên một chút là nó đều hết. Niệm theo đúng cái chữ đó luôn, lắng nghe là nó đều hết cả đại chúng luôn. Câu nhỏ đó giữ nhịp cho đại chúng đều. Đại chúng hiểu không ạ? Như vậy hôm nay lễ Phật và lễ Quan Âm có một câu nhỏ kèm vô. Khi lễ xong ngồi xuống, bữa nay chú bá sẽ làm cái câu hồi sáng qua chúng tôi lên nghe chú bá, ông làm hay lắm, ông thâu vô, ông nói: Đại chúng lễ Phật xong rồi, giờ ngồi xuống. Bắt đầu đại chúng ngồi xuống. Có cái câu nhắc cho mình biết đó mà. Nhắc, thế giờ mình quýnh chuông nhưng không biết, cái nhiều người lạ không biết quýnh chuông đó là lúc như thế nào. Thì ông thâu một cái đoạn đó vô cái đại chúng ngồi xuống. Thì hôm nay ngồi xuống một câu Nam Mô A Di Đà Phật, mình không niệm 4 chữ nữa, mình không đi kinh hành nữa. Bởi vì bắt đầu đại chúng đông là đi kinh hành là vướng chỗ, như giờ là đi kinh hành không được rồi, vướng chỗ rồi. Đi ra đi vô nó mất thời gian quá. Thì lúc đó mình lễ Phật 40 phút xong rồi, thay vì mình lễ 30 phút mình đi kinh hành, thì mình lấy cái phần kinh hành mình để vô thêm lễ Phật. Bắt đầu mình ngồi xuống. Thì ngồi xuống bắt đầu chuyển qua là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì một câu Nam Mô A Di Đà Phật, một câu trống luôn, trống không có gì hết luôn. Thì chúng tôi thấy rằng nếu trống luôn mà mình niệm theo Nam Mô A Di Đà Phật nữa đó, thì nó mệt. Tuy rằng niệm trong tâm mà nó cũng mệt. Ấn Tổ nói niệm trong tâm 4 chữ dưỡng hơi là hay nhất. Thì chúng tôi mới niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, trống luôn nha, trong tâm mình: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hai câu lọt vô giữa đó vừa luôn. Ngồi khoảng 15 phút là sảng khoái khỏe ngay. Mà nhiều lúc nó mệt, niệm trong tâm cũng mệt luôn. Ngộ, không biết sao mà niệm trong tâm nó cũng mệt luôn. Bây giờ nó mệt rồi làm cái kiểu gì cũng mệt. Thôi không niệm nữa, nghe thôi. Nghe thôi. Nghe công đức cũng thù thắng à.
15 phút ngồi dưỡng hơi, bắt đầu chuyển qua lễ Quan Âm, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, một câu lớn rồi một câu nhỏ nữa. 2 tiếng thì không còn ngồi Quan Âm, 4 tiếng ở dưới khu chuyên tu thì mới có ngồi kẹp thêm Quan Âm để cho nó dưỡng hơi. Đó là cái cách hôm nay. Thêm một chút xíu đó là lễ Phật lễ Quan Âm. Khi lễ Phật lễ Quan Âm, nếu ai đủ hơi niệm ra tiếng. Có cái ông đó, ông hỏi Ấn Tổ, như vậy là niệm Phật niệm trong tâm không được không? Ngài nói niệm Phật chủ lực là trong tâm, nhưng cũng không thể nào bỏ ra miệng tụng ra tiếng hoặc lễ ra tiếng được. Người khiên vật còn phải có tiếng hò reo, lễ Phật còn phải có ra tiếng, nhưng mệt quá mình mới thầm thôi. Chứ nếu mình ra tiếng được mà đúng theo cái nhịp cứ lớn, nhưng đừng có rống to quá đi, nó làm ồn thôi. Chứ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật không có gì hết, đúng theo cái âm điệu đó mà đừng có lớn quá rồi thôi, cứ ra tiếng mà niệm. Nhưng mà nó mệt rồi là mình cảm giác biết liền, đừng ráng, bắt đầu thầm lắng nghe đại chúng. Hôm qua chúng tôi, chiều hôm qua chúng tôi thầm Nam Mô A Di Đà Phật, nó mệt quá thôi khỏi thầm luôn, nghe luôn cho rồi, nó mệt quá. Công nhận Ấn Tổ hay thiệt. Có người gọi điện đến, gửi thư đến nói con niệm Phật sao mệt quá. Ông kêu, ủa niệm Phật đâu có phải là niệm ra tiếng không, niệm thầm, niệm trong tâm. Ông niệm trong tâm làm gì ông mệt mà ông than niệm Phật mệt. Trời ơi, hay ghê. Cái công đức niệm trong tâm y chang như công đức niệm ra tiếng, có khác gì đâu. Điều ông niệm không rõ ràng thôi. Nếu mà niệm 6 chữ là ngắt nó ra, Nam Mô A Di Đà Phật, có cái nhịp như vậy là nó rõ. Còn nếu A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn mình niệm A Di Đà Phật một lèo luôn cũng được, ngắn chữ không có thành vấn đề, làm sao mà mệt. Hay. Hồi xưa chúng tôi là tịnh tu mà nhập thất không có biết, cứ niệm trong tâm không, Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, ráng niệm trong tâm. Mà khi nó nhạt rồi một cái là sợ mất cái danh hiệu, vọng tưởng nó chen vô, mấy năm trời khổ cực niệm trong tâm. Trời ơi, nếu mà mình biết mình niệm thầm hoặc niệm ra tiếng như bây giờ thì sướng quá. 3-4 năm trời nhập thất cứ dằn cái danh hiệu Bồ Tát trong tâm, khó cực kỳ. Nhiều lúc cái tâm nó yếu, niệm không rõ ràng được cái chữ. Thiệt ra mình không có rành, mình không có biết á. Rồi sau một thời gian gặp được lại 2013 thì cứ thầm không chứ cũng không có ở trong tâm luôn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chế ra cái cách lễ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, liên tục cái tiếng nó như vậy, đã hai ban chế ra như vậy vẫn mệt tổn khí, tụng hết cuốn kinh Vô Lượng Thọ là vô nằm sải chân sải tay chịu không nổi. Không biết lý do gì, ngộ tổn khí với gì đâu, không biết cái cách để vận hành để mà mình công phu. Cho nên cái bộ Văn Sao vẫn là cái bộ sách coi như là chúng tôi nói là kinh nghiệm công phu mấy chục năm trời của Tổ sư Ấn Quang. Sáng nay chúng tôi mới vỡ lẽ ra là toàn là lấy những trong lời của Tổ trong kinh tạng chép Ngài viết ra, thì đây là một bộ luận. Tổ thì lấy kinh, lấy lời Phật để nói cho mọi người tu về pháp môn tịnh độ, thì đây là luận về tịnh độ. Đây là bộ luận về tịnh độ siêu xuất luôn. Mà luận là đúng căn cơ, những người hỏi hay cực kỳ luôn cái bộ sách này. Cho nên là đại chúng nên lưu tâm cái bộ sách này và nghe cái máy MP4 để mình có tính tâm với bộ văn sao này, đừng có bỏ. Chưa có bộ sách nào trong cuộc đời chúng tôi là theo suốt trong 3 năm như vậy. Thì hôm nay hành trì cái cách lễ Phật một chút xíu như vậy thôi. Nhớ ngồi xuống 4 chữ lạ lắm, nó có cái thú vị của nó. Nam Mô A Di Đà Phật, có cái khoảng trống. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hai câu, bắt đầu tiếp tục nghe một câu nữa. Thì tự nhiên mình thấy nó có cái sự thay đổi trong cái lúc mình lễ Nam Mô A Di Đà Phật rồi đó, thì bắt đầu mình ngồi xuống A Di Đà Phật, nó dưỡng hơi mà thấy nó hay. Ô, nó lạ, nó nhiếp được cái tâm rất hay. Không có niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa mà ngồi trong tâm 4 chữ, trong tâm 4 chữ dễ niệm hơn. Rồi bắt đầu 15 phút sau là đã hồi phục sức khỏe rồi. Lúc đó là không niệm ra tiếng, chỉ trong tâm thôi. Rồi bắt đầu mình lễ tiếp Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, khỏe, thoải mái cực kỳ. Đó là nói về cái chuyện công phu, mình chỉ cần hai danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, công phu khỏi khánh gì hết. Nhưng mà ở chỗ này quan trọng nữa. Khi mình đứng mình nghe Nam Mô A Di Đà Phật mà người tập trung cao độ hít vô thì người này niệm sẽ có lực và chú tâm hơn. Tổ sư Ấn Quang nói là để toàn tâm lên câu Phật hiệu, giống như một người chống vạn người.
Tâm mình là một người niệm câu Phật hiệu, chống vọng niệm là phải tập trung cao độ, không cho nó dẫn người mà nó có thể dễ dãi, thì vọng tưởng không có chỗ chen chân. Khi mà quý vị nghe một câu chúng tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị không hít sâu, không hít vô, tùy theo sức khỏe của mọi người hít. Ở đây có thầy tánh là hít sâu, có một số người họ hít, họ tập một thời gian hít vô. Khi hít vô là mình tập trung, mình lắng nghe, mình niệm ra một câu nó chất lượng hơn để cái tâm hời hợt. Nghe một câu Nam Mô A Di Đà Phật đứng xong rồi mình phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật xong rồi bắt đầu mình mới xuống nha. Chứ có nhiều người trên này chúng ta thấy niệm chưa xong câu Nam Mô A Di Đà Phật mà xuống mà còn niệm nữa thì người này vẫn tổn khí. Hết một câu Nam Mô A Di Đà Phật đến chữ Phật mình xuống, quỳ thấp. Khi mà quỳ thấp, hai cái gót của mình nó thành chữ V bè ra để cái mông mình ngồi lọt vô trong đó. Đây là cái cách của bác sĩ Quách Huệ Chân, của Pháp Sư Đạo Chứng. Khi ngồi xuống, hai cái gót nó bè ra một chút xíu, hai cái gót mình nó bè như chữ V, mình ngồi lọt vô trong đó thì mình quỳ nó không có bị cái gót chống lên cái mông, nó chống cái mông là một. Thứ hai nữa, mình ngồi lên trên cái gót đó, thì nó sẽ căng cái chỗ khuỷu chân, nó sẽ giãn cái gân nó đâu. Thứ ba nữa, hai cái gót mà nó bè ra là nó cấn vô hai cái huyệt, cái chỗ bên mông mình á. Thì đây là một cái pháp lễ Phật y học hay cực kỳ, mới tập là phải để cái tâm vô ngay chỗ cái gót, vừa xuống cái hai cái gót nó bè ra một chút, ngồi lọt vô trong đó, hai ngón chân cái dịnh vô, hai ngón chân cái đụng vô, hai cái gót nó bè ra một chút, mông ngồi lọt vô trong đó. Cái cách này của bà Lưu Tú Vân chúng tôi lấy xài được, thấy dễ chịu vô cùng. Mới lần đầu thì nó hơi đau cái khuỷu chân, nhưng mà phải có cái nệm để nó bè ra một chút, nó không có cấn cái chỗ mắt cá. Rồi, quỳ thấp xuống ngồi lên như vậy, một câu Nam Mô A Di Đà Phật trong máy rồi, một câu phải là Nam Mô A Di Đà Phật đến chữ Phật rồi bắt đầu mình mới cúi xuống thì nó đều trang luôn. Bây giờ không có kẽn, không có khánh, chưa hết chữ Phật là bắt đầu cắm đầu xuống rồi. Khi quỳ thấp á, chưa hết chữ Phật là cắm đầu xuống rồi, vẫn niệm ra tiếng thì cúi xuống là tổn khí nữa, tức ngực nữa thôi, nhói sau lưng nữa, lâu ngày thành bệnh thôi. Hiểu chỗ này không? Rồi. Khi úp mặt xuống rồi, xuống cũng từ từ, không có gấp, cúi nhanh xuống. Úp mặt xuống rồi, trong máy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì vừa đúng ngay chữ Phật xong là bắt đầu mình ngóc đầu lên. Đúng ngay chữ Phật ngóc đầu lên là đều hết luôn, chứ đừng có trước, đừng có sau. Thì ngóc đầu lên cái là trong tâm A Di, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này phải lắng nghe kỹ chứ nói nhiều nó quên nữa nghe. Khi ngóc đầu lên như vậy mình niệm 6 chữ luôn. Niệm 6 chữ luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nó từng cặp chữ như vậy, nó bắt đầu mình đứng lên. Khi đứng thẳng lên là tập trung nghe một câu trong máy Nam Mô A Di Đà Phật là mình hít sẵn vô rồi. Tiếp tục một câu Nam Mô A Di Đà Phật nữa, bắt đầu mình mới xuống. Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát thì đến chữ Tát là xuống, đúng chữ Tát là mình lên. Nhớ không? Phật là mình xuống, Phật là mình lên. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là xuống, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát mình đứng dậy. Nó đều trang hết đại chúng, bởi vì không có tiếng khánh nữa. Nhớ chỗ này không ạ? Rồi. Lễ Phật như vậy thôi, đơn giản không có gì hết. Tụng kinh Di Đà thì lúc mình khỏe thì mình tụng ra tiếng theo máy, còn lúc bữa mình hơi mệt hay sao đó mà mới vô tụng kinh Di Đà thì không mệt, nên tụng ra tiếng, tiếng vừa đủ thôi. Và trong máy tụng là mình nương theo. Hôm qua đó chúng tôi trì đại bi xong buổi chiều rồi, cái là nó mệt, bắt đầu tụng hơi nhẹ thôi, hoặc là nhìn trong chữ thôi, khỏi tụng, cũng vẫn là mình đang tụng kinh. Có máy dìu mình rồi, tu đại chúng nó có cái lợi đó. Khi mình mệt là mình im lặng, vẫn có đại chúng. Đây, thì hôm nay lên nhắc lại là Nam Mô A Di Đà Phật. Khi lễ Phật có một câu âm thanh khoảng 50% kèm theo. Khi ngồi niệm A Di Đà Phật, một câu Nam Mô A Di Đà Phật trống bên trong luôn để mình niệm. Chứ nếu mà có một câu nhỏ kèm là mình không có, mình lắng nghe Nam Mô A Di Đà Phật thì mình không có niệm A Di Đà Phật trong tâm được, đúng không? Chỉ kỹ như vậy phải nhớ mình làm, nhưng mà làm vài bữa thì nó quen, nhớ chưa? Còn trì thần chú đại bi buổi chiều như hôm nay nè, chúng tôi khuyên những người ở xa về đó, mỗi ngày chủ nhật quý vị về đây cộng tu. Ở nhà không biết trì đại bi được không? Nếu mà ở nhà trì đại bi 50 biến thì buổi chiều nên ở lưu lại đây để trì đại bi 50 biến. Trì đại bi 50 biến xong rồi,
Đây là nói chú bá với mấy thầy để nhớ mà nhắc cho lỡ chú bá chú quên. Trì đại bi 50 biến rồi tiếp tục ngồi trên ghế, chiều nay xếp ghế ra. Tiếp tục ngồi trên ghế và mở Nam Mô Quán Thế Âm, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát một câu để trống luôn trong tâm mình Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, năm chữ hai câu vừa luôn. Để dưỡng hơi. Khi trì đại bi rồi không xuống lạy nữa, không xuống lạy nữa, ngồi luôn trên ghế luôn. Một chút xíu, 20 phút, 15 phút gì đó ra cúng thí là vừa. Cúng thí thì vẫn quay mặt ngồi trên ghế, quay về mặt vô đây hết. Túng cúng xong cái người đi ra bên ngoài để mà biến thực biến thỉ, gọi là gia trì chú thực diệu già đà đó, thì một người ra ngoài đó xong rồi quay lại vô trong này. Khi quay lại vô này rồi thì mình tụng tiếp tục là đó là mình quy mạng lễ A-di-đà Phật, khỏi còn tông Bát Nhã nữa. Bát Nhã mình đã tụng kinh A-di-đà có rồi, không còn tụng giảng sanh, chú giảng sanh nữa. Vô đó quy mạng lễ A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật một chập nữa vừa đủ giờ, rồi Quan Âm Bồ Tát rồi xong hết rồi mình ra là ổn. Đó, hồi sáng chúng tôi đã sắp xếp lại cái thời cúng thí buổi chiều nó như là như thế. Còn cái lúc trì đại bi thì chúng tôi có kinh nghiệm chia sẻ với đại chúng một chút xíu chỗ này. Khi mà trì đại bi, mắt của mình phải phủ xuống, mở ra nhìn nó không nhiếp. Nhiếp nhãn căn bằng cách nhìn xuống, nhìn chóp mũi mờ mờ. Nếu ai không tập trung thấy chóp mũi là thấy cứ mờ 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 mờ. Và cái âm thanh của đại bi mình có thể là mình tụng theo được. Đừng mở âm thanh lớn quá, vừa đủ để mình nghe, mình tụng theo được. Vì âm thanh thần chú đại bi chúng tôi tụng á, là không nhanh, không chậm, không lớn, không nhỏ, mà mình cứ theo đều như vậy đó, thì cái tâm mình nó mới nhiếp vô được. Và cái tốc độ nhanh như vậy nó mới đánh văng vọng tưởng ra, và vọng tưởng không có vô được. Mới lần đầu không quen, nhưng mà về sau quý vị sẽ quen với cái cách tụng này rồi thì thoải mái vô cùng. Vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi lên nói sơ như vậy. Mà giờ đích thân chúng tôi đứng ra để lễ, đứng lên ngồi xuống cho quý vị. Hồi nãy giờ nói cái cách niệm rồi nha, cách niệm là nó như vậy thôi. Còn bây giờ chúng tôi đứng lên ngồi xuống để cho quý thầy, quý chú, quý cụ, mọi người nhìn cho rõ. Thực ra cái cách này chúng tôi cũng tập cũng hơn tuần lễ, nhưng mà để tìm ra cái cách này thì cả một kỳ công. Lên mạng coi bà Pháp Sư Quách Huệ Chân rồi tìm đủ cách hết trơn để làm sao mình ngồi xuống, mình đứng lên không mệt. Nhìn cho kỹ cái hành động này thì không mệt. Sở dĩ mệt là do chúng tôi làm việc quá nhiều đi thôi. Chứ còn nếu mà ở không như quý vị tu thì không bao giờ mệt. Bởi vì cái cách lễ này nó quá nhẹ nhàng. Hiểu không ạ? Nó quá nhẹ nhàng. Đó. Bây giờ chúng tôi lạy không thôi nha. Lạy trơn thôi nha. Để cho quý vị nhìn thấy nha. Thường cái miếng nệm này là mình đứng mình dậm lên cái miếng nệm á. Cái miếng nệm ở dưới đó nó nhỏ, mình mà đứng một nửa thì khi mình xuống cái là cái gối mình nó chấm ra ngoài nền xi măng liền nè. Hiểu không? Thì mình phải đứng làm sao mà cái gối mình xuống nó phải nằm trong miếng nệm để nó êm cái đầu gối của mình. Thì mình phải là cái gót mình nó lồi ra ngoài một chút xíu cũng được. Để mình xuống làm sao mà cái gối của mình nó phải nằm trong miếng nệm mới được, chứ nó không có trượt ra ngoài. Còn mình lui xa quá như vậy thì nó sẽ cấn cho cái khuỷu chân nó đầu vô với cái mớp này. Cho nên mình phải đứng vô trong này, đứng vừa vô trong cái miếng nệm như vậy. Cái tay của mình á là nó từ trán xuống miệng là ý rồi khẩu rồi thân, là thân khẩu ý mình á. Mình xuống như vậy là nó đều. Hôm bữa chú Linh ông như vậy rồi ông lên vậy. Tức kìa ông làm sao ngược vậy ông Linh? Ông như vậy nè. Ổng làm nó ngược rồi, ổng phải như vậy mới đúng. Đó. Nhớ nha, nhớ cái hành động này của bà Lưu Tú, cái hành động này của bà Quách Huệ Chân tuyệt. Bà lại 1000 lại không mệt, bà không có nôn như mình như vậy. Bà không có nôn, bà gặp người xuống, thì khi cái người nó gặp xuống là nó có một cái cân đối nó nhẹ nhàng, khác với là mình xuống cái kịch luôn. Nhìn nè. Nay Giác Nhàn tập khoảng 5 ngày là nó quen với hai cái gót, nó bè ra, cái mông ngồi lọt vô trong. Dễ chịu vô cùng, không có cấn cái mông ngồi trên cái gót nữa. Hai cái gót bè ra, hai đầu ngón chân cái chụm vô, hai cái gót nó bè ra, cái mông nó ngồi lọt vô trong đó.
Khi bắt đầu mình xá xuống, khi bắt đầu mình xá xuống, mình xuống cũng vừa phải, rất nhẹ nhàng, theo cái hành động của mình làm rất nhẹ nhàng, lên rất thoải mái nhẹ nhàng. Một số người ở sau không thấy có thể đứng lên nha, ở sau á, sau cùng nếu mà không thấy vướng á, người nào thấy rồi thì thôi, còn là người nào mà thấy bị vướng cái đầu là mình đứng dậy để mình coi mấy cụ ở dưới á. Khi mình xuống hai cái cầu chỏ mình bè ra như vậy, thì bà nói là khi hai cái cầu chỏ mình á, hai cái cầu chỏ này nó bè ra vậy nè, là nó thư giãn được cái dây thần kinh trên não, dễ chịu vô cùng luôn. Khi mà lễ xong á, là bà quách quả chân là bà giật người thẳng lại, bà thẳng lại luôn. Nhưng mà riêng chúng tôi thì thấy chồm tới nó dễ chịu hơn, chồm tới để mình đưa cái gót nó lên á. Đứng lên là đứng thẳng như vậy luôn, chứ không có khom lưng đứng. Coi khom lưng đứng nè, rất mệt tổn khí. Đây là khom lưng đứng. Còn thẳng đứng là nó phải tới rồi nó giật lùi một cái. Nhìn vô phòng hộ niệm thấy bà nào cũng lôm khôm dưới núi tiều vài chú hết trơn. Lôm khôm hết luôn. Thì đứng kiểu này mệt. Cái cách đứng này là của bà bác sĩ Quách Quệ Trân. Cái cách đứng này, còn cái cách mà để chồm người tới á, là của chúng tôi thấy dễ chịu. Khi chồm tới là mình Nam Mô, hít vô, nhẹ thôi, giật lùi ra, A-di, đứng dậy, Đà Phật. Chồm tới Nam Mô, lục người lại Quán Thế Âm, đứng dậy Bồ Tát. Nó có cái khổ ngắt như vậy thì nó lại rõ. Nó hay chỗ đó. Cho nên thành ra lễ như vậy nè, với một cái câu kèm Nam Mô Di Đà Phật nhịp nhàng không mệt. Sở dĩ mình bị vọng tưởng, với hai là trước khi lễ mình không chuẩn bị, mình làm quá sức mình thì mình vô mình phải mệt. Thì lúc đó phải là niệm thầm, không ra tiếng thì nó đỡ mệt, mà niệm thầm cũng mệt luôn thì trong tâm cũng mệt thì phải ngồi xuống thôi, chứ không còn cách nào khác, đúng không? Nó mệt, nó kỳ lắm, trong người nó khó chịu, nó không có sảng khoái. Mà thường cái mệt là chúng tôi để ý là nó thiếu cái không khí là nó mệt. Nếu mà hết người mà hít sâu thì người này ít bị mệt, hiểu không? Đó, thì sáng hôm nay chúng tôi lên nói tụ chung về cái chuyện để mình lễ Phật thôi, chứ không có giảng gì nữa. 3 năm nay giảng quá chừng rồi. Bây giờ chỉ nói về cái cách để mình dụng công tu hành thôi. Cũng gấp mất hết 1 tiếng đồng hồ rồi. Thôi giờ đại chúng ta vô công phu ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2020. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường toàn thể chư tôn đức và đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thư trả lời Đại sư Pháp Hải, trích trong Chánh Biên quyển 2. Hơn 10 năm qua, tọa hạ tầm thầy hỏi đạo, tự lợi lợi tha khôn ngăn khâm phục. Nay Ngài buông xuống môn duyên, nhất tâm niệm Phật, lấy cái giác nơi quả địa làm cái tâm tu nhân, ắt sẽ tự chứng niệm Phật tam muội,
lâm chung chắc chắn lên thượng phẩm, đã chịu dốc lòng quyết được thành tựu. Nhưng người đời niệm Phật thì đông, chứng được tam muội thật ít lắm. Ấy là do chưa thể buông xuống toàn thân, chỉ đời đề khởi một niệm. Do vậy thành ra tâm và Phật khó thể tương ứng. Tọa hạ đã chân thành thiết tha buông xuống, quyết chẳng lẽ nào không chứng đắc. Nhưng đối với những chuyện liễu sanh thoát tử, minh tâm kiến tánh và nắm được mấu chốt sự chứng đạo, cần phải phân biệt đôi chút. Nếu dựa theo giáo lý thông thường để tu, thì dù đã minh tâm kiến tánh, vẫn còn cách liễu sanh thoát tử xa lắm. Bởi minh tâm kiến tánh là ngộ, chứ chưa phải là chứng. Người đời nay ngộ được còn ít, huống chi là chứng. Chứng là hoặc nghiệp hết sạch, đã đoạn cái nhân sanh tử, tự chẳng cảm lấy cái quả sanh tử. Bậc sơ quả 7 lần sanh lên trời, 7 lần trở lại nhân gian, mới đoạn sạch được kiến hoặc và tư hoặc, chứng quả A-la-hán. Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư thị hiện ở địa vị ngũ phẩm, Ngài Nam Nhạc thị hiện ở địa vị thập tính. Bậc đại sĩ như thế còn tự ẩn đức mình, thị hiện trong địa vị nội ngoại phàm phu, thì việc chứng đạo không phải là chuyện dễ. Đây là ước theo giáo lý thông thường, muốn ngay trong một đời này chứng đạo khó lắm. Nếu căn cứ theo pháp môn đặc biệt mà Đức Như Lai đã lập, sanh lòng tin phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì trên đến bậc đẳng giác, dưới đến phường ngũ nghịch thập ác, không ai chẳng nương Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Đã sanh về Tây Phương thì ngộ đạo, chứng đạo đều giống nhau khích khao, cực nhanh cực dễ. Tọa hạ đã chuyên tâm niệm Phật, nhưng đối với chuyện lâm chung, chẳng nói là vãng sanh, mà nói là bằng cớ chứng đạo đến Tây. Phàm nói chứng đạo là được rồi, há nên nói là bằng cớ đến Tây. Bằng cớ đến Tây thì không cần phải bàn nữa. Nếu bằng chứng không nắm được thì làm sao đây? Xem ngự ý của các hạ, tợ hồ chỉ niệm Phật chứ không sanh lòng tin, không phát nguyện cầu sanh. Đấy là cách thiền giáo, dùng câu niệm Phật như câu thoại đầu vậy, chứ không phải là pháp tín nguyện hạnh, 3 điều cùng hành trong tịnh tông. Lại nữa, không có tín nguyện sẽ chẳng được Phật tiếp dẫn liệu thoát, nên vẫn là pháp môn thông thường cậy vào tự lực. Chứng đạo kiểu này chẳng phải dễ dàng chi lắm. Đừng bảo tín nguyện cầu sanh là hèn kém, Hoa Tạng Hải Hội đều cùng dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh làm chỗ kết thúc cuối cùng cho kinh Hoa Nghiêm, huống chi tất cả ngôn giáo của các Bồ Tát Tổ Sư Tịnh Độ đều dạy tín nguyện cầu sanh. Sao tọa hạ lại tự lập môn đình, chẳng dựa theo quy củ đã thành lập của Phật, của Tổ? Vả nữa, người suốt đời suốt ngày trọn năm niệm Phật, hả có nên đối với Phật chẳng hành lễ kính? Trong 10 đại nguyện vương lễ kính đứng đầu, mọi chuyện tọa hạ có thể bỏ, chứ lễ kính quyết chẳng bỏ được. Nếu không lễ Phật sẽ khó cảm thông. Vì sao vậy? Do thân mong cầu an nhàn thông dong, nên tâm thành cũng không cách nào đạt đến được cùng cực. Ngài thiện đạo chuyên tu, thân nghiệp chuyên lễ, khẩu nghiệp chuyên xưng, ý nghiệp chuyên niệm. Niệm đến cùng cực thì vị Phật trong tâm và vị Phật bên ngoài hệt như một không hai. Chứng đạo như vậy thì sự chứng đạo do tự lực chẳng thể nào so sánh được. Cổ nhân nói kẻ hèn kém nhờ vào sức luân bảo, một ngày có thể đi khắp 4 đại bộ châu, há có nên dùng pháp môn niệm Phật đặc biệt để tu quán hạnh theo đường lối tự lực thông thường? Hoàng tuy hạ ngu, chẳng dám tán thành, nếu đem cái tâm thanh tịnh, mảy trần chẳng nhiễm này, để viên chứng tam tâm, thì đời này tự chứng tam muội lâm chung vãng sanh thượng phẩm. Xin mừng trước cho tòa hạ một tấm lòng ngu, kính mong soi xét. Cái họa nữ sắc cực kỳ khốc liệt, từ xưa đến nay,
Do họa này mà nước mắt nhà tan, bại thân tuyệt tự, kể sao cho xiết. Dẫu chưa đến nỗi ấy, nhưng trong số đó, những kẻ thân đang khỏe mạnh trở thành suy nhược, chỉ đang sáng suốt trở thành hôn ám, biến tư chất đội trời đạp đất mong thành thánh thành hiền, trở thành hạng tầm thường hèn tệ, không có chí lập thân, lại há có ngần hạng. Huống chi những kẻ nghịch thiên lý, loạn nhân luân, sống làm loài cầm thú mặc áo, đội mũ, chết đọa trong tam đồ ác đạo, làm sao có thể thấy hết, biết hết cho được. Ôi, cái họa nữ sắc sao mà khốc liệt tột bậc như vậy? Do đó chư thánh chư hiền đặc biệt rủ lòng xót thương, hoặc dùng lời lẽ cứng rắn để răn dạy, hoặc dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo, ngõ hầu khắp cả cõi đời đều biết lý, phước thiện họa dâm, lại còn nêu ra các sự thật để răn dạy, ngõ hầu những ai biết yêu thương chính mình, hãy đọc đến ắt sẽ sợ sệt, kinh hoảng, hiểu ra, khô cạn dòng lũ nhân dục, khôi phục thiên lương sắp bị diệt, từ đấy hết thảy đồng lung đều hưởng phước, giàu thọ, khỏe mạnh, bình yên, vĩnh viễn lìa khỏi mối họa, nghèo, bệnh, chết yểu. Đây chính là lý do soạn tập bộ Bất Khả Lục. Cư sĩ Trương Thụy Tăng muốn khắc in lại để bố thí, bảo quan viết lời tựa nhằm phô bày ý nghĩa trọng yếu của việc bớt dục. Câu chuyện Sử Đường trích trong An Sĩ Toàn Thư. Sử Đường vào thuở Hàn Vi đã có vợ, đến khi đỗ tiến sĩ, tự giận mình không cưới được con nhà giàu có, dần dần ngày càng xa cách, khó chịu với vợ, cho đến không ngủ cùng phòng nữa. Người vợ uất ức sinh bệnh nằm liệt giường nhiều năm, Sử Đường cũng không một lần ngó đến. Đến lúc sắp chết, Sử Đường đang ở bên kia vách tường, bà lớn tiếng nói vọng sang: "Tôi sắp chết rồi, ông nỡ lòng chẳng nhìn tôi một lần cuối hay sao?" Sử Đường vẫn thản nhiên không quan tâm đến. Người vợ chết, Sử Đường trong lòng bất an, liền tin theo tà thuyết, dùng bát sành úp lên che mặt xác chết, lại dùng gông cùm đeo buộc vào. Đêm đó người vợ hiện về báo mộng cho cha của Sử Đường nói rằng: "Con vô phước gửi thân nhầm kẻ chẳng có tính người, lúc sống đã bị ngược đãi, chết đi lại bị tà thuật trấn áp. Tuy nhiên ông ta cũng vì đối đãi như thế với con mà thọ mạng với phước lộc đều bị tước sạch hết rồi." Qua năm sau, quả nhiên Sử Đường đột ngột qua đời. Lời bàn: trong khoảng niên hiệu Thiên Thuận, quan đô chỉ huy sứ làm Mã Lương được hoàng đế hết sức tin yêu. Vợ ông ta qua đời, hoàng đế vẫn thường có lời an ủi. Trải qua mấy hôm, bỗng nhiều ngày liền không thấy Mã Lương ra khỏi nhà. Vua lấy làm lạ, liền gạn hỏi. Người hầu thưa rằng Lương vừa cưới vợ khác. Vua nổi giận nói: "Tên này đối với đạo vợ chồng mà còn bạc bẽo như vậy, làm sao có thể thờ vua?" Liền sai người dùng trượng phạt đánh, rồi từ đó xa lánh không tin dùng nữa. Như câu chuyện của vợ chồng Sử Đường, biết đâu lại chẳng phải là oan gia từ đời trước tìm nhau. Đại sư Liên Trì có nói: muốn phá trừ oan gia, mọi người nên tự tìm đường mà đi. Nhân đây chợt hiểu ra ý nghĩa lời dạy của Ngài. Niệm Quán Âm cầu sanh Tây Phương cũng được vãng sanh Tây Phương, nhưng chớ nên bảo cần gì phải niệm A-di-đà Phật, bởi lẽ Quán Âm chính là vị phù tá Đức A-di-đà Phật. Phật Di-đà là chủ, Quán Âm là khách. Phật Di-đà như quốc vương, Quán Âm như trụng tể, người đứng đầu các quan, khéo hiểu ý nghĩa ắt chẳng trở ngại gì. Câu chuyện Cảm ứng do niệm Bồ Tát Quan Âm trích trong Tăng Biên Quan Âm Linh Cảm Lục. Triều nhà Tấn, Lữ Tung tự làm Mậu Cao, là người ở huyện Đoài Châu, tỉnh Sơn Đông. Nhà ông ở bên ngọn núi Thủy Phong, phía nam huyện Đoài Châu có một dòng suối nước chảy như thác và quanh co uốn khúc như rắn lượn, lại có bờ đá cao chót vót, rất nhiều đá lớn chất chồng, địa thế hiểm trở.
Vì thế mà nhiều người đi ngang qua đó trong lúc ban ngày vẫn lo sợ nguy hiểm. Tung thường kể lại việc phụ thân của mình đã từng đi qua suối ấy cho mọi người nghe. Ông kể rằng, một hôm cha ông chèo thuyền đi qua suối, khi cách nhà chừng hơn 10 dặm thì lúc bấy giờ trời đã về chiều nên mặt trời sắp lặn, lại gặp lúc mưa to gió lớn, tối tăm mù mịt, không nhận biết được hướng đông tây. Cha ông tự nghĩ thế nào cũng bị lật ghe chết chìm, nên nhất tâm quy hướng Quan Thế Âm Bồ Tát và chí thành xưng niệm danh hiệu của Ngài. Trong giây lát, bỗng ông thấy có ánh sáng của ngọn đuốc đang soi đường. Ánh sáng ấy chiếu soi rất xa, soi sáng lòng suối một cách rõ ràng, và cứ cách thuyền cha của Tung khoảng 10 bước, nhờ ánh sáng ấy dẫn đường cho thuyền hướng vào bờ an toàn, mà cha của Tung về nhà được an nhiên vô sự. Bạn thân của Tung là Hí Gia Tân nghe câu chuyện ấy nên đã ghi chép lại rõ ràng và đầy đủ. Thịt là thứ uế trượt, ăn vào khí huyết dơ, tinh thần tâm tối, phát triển nhanh nhưng chóng suy, là đầu mối dễ nảy sinh bệnh tật nhất. Huống chi thịt có chất độc, do lúc chúng bị giết, tâm oán hận cố kết lại. Vì thế những khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít bị truyền nhiễm. Đồ chay là phẩm vật tinh khiết, ăn vào khí chất trong sạch, trí óc sáng sủa, khỏe mạnh lâu dài, lâu già. Do đó, do có nhiều khả năng bồi bổ, đây tuy là lời bàn thông thường về phép vệ sinh, chứ thật ra chính là lời luận cùng tột tánh, do tập tục quen thói đến nỗi mê muội chất chứa, không thể phản tịnh được. Phải biết nhân từ đối với dân thì phải thương yêu loài vật, tàn nhẫn đối với loài vật quyết khó thể nhân từ đối với dân, do tập tánh khiến ra như thế. Vì vậy, khi vua thánh cai trị cõi đời, chim, thú, cá, rùa đều sống yên vui. Thánh vương dùng đạo sáng để dạy dân, chắc keo dính để bẫy chim, gậy gọc, đạn cung đều bỏ hết. Thử nghĩ xem từ xưa đến nay, phàm những kẻ tàn nhẫn, tham tàn, dòng dõi đa phần tuyệt diệt, người nhân từ cứu giúp con cháu ắt thành vượng. Kẻ cầm đầu làm ác, Khổng Tử phán đoán kẻ ấy vô hậu. Kẻ mặc tình ăn thịt, Như Lai dự ký ắt phải đền trả. Xin chớ nói suông xa lánh chuyện bếp núc, đấy chính là lời nói quyền biến thuận theo thế tục. Hãy nên vĩnh viễn dứt trừ những thứ hôi tanh, thì mới là thật nghĩa xứng lý. Câu chuyện sát sanh bị nước cuốn trích trong An Sĩ Toàn Thư. Cư dân ở vùng Giang Tô chuyên nghề đánh cá sinh nhai, họ sống bằng nghề sát sanh như thế đã nhiều đời, tập nhiễm thành tính ác. Mỗi ngày mọi người đều bắt ếch, bắt ốc, chài cá làm thức ăn. Người lớn dạy trẻ em biết cầm dao để chặn bắt ếch. Người dân vùng này lấy sát sanh làm sở trường, đồng thời nuôi dưỡng dạy dỗ con cháu như thế. Nhưng lạ một điều là trong vùng lại có một bà lão họ Khổng, tính thương người, thương vật, tuổi đã 70 vẫn còn lao nhọc, dệt vải kiếm sống qua ngày và dành tiền mua vật phóng sanh. Bà thường khuyên mọi người giảm bớt việc sát sanh hại vật, đem hết khả năng của mình cứu loài vật được đến đâu hay đến đó. Bà nói hãy tránh giết loài trùng, kiến, ốc nhái, vân vân, chớ cho đó là việc thiện nhỏ. Mọi người cần phải có tâm từ bi, thương xót mạng sống, loài vật chung quanh. Nếu người trong thôn này cứ mãi sát sanh hại vật, thì mai sau ắt không tránh khỏi quả báo nặng nề. Đời vua Càn Long, sáng ngày mùng 9 tháng 9 năm Ất Dậu, bờ đê sông Hoàng Hà bị sạt lở, nước tuôn tràn vào những vùng lân cận, gây tai họa khủng khiếp, trong đó có thành Nhuận Châu. Cả thành Nhuận Châu đều bị chìm trong biển nước, nhà cửa ruộng vườn trâu bò, vân vân, vô số kể đều chịu chung số phận nước cuốn trôi. Người vật chết nổi phình lên giữa biển nước mênh mông, không biết đâu là bờ. Trước đó một ngày, người trong thôn nhìn thấy bà Khổng bồng đứa cháu nhỏ trong nhà đi đến ngôi chùa trên núi cao.
vào điện lễ Phật rồi xin ở lại qua đêm. Nhờ vậy bà thoát được tai nạn hải hùng này. Phải chăng chính nhờ lòng nhân từ, yêu thương loài vật của bà Khổng đã giúp bà được an lành, không phải chịu chung quả báo khủng khiếp của cả vùng? Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, nãy giờ thì Nhuận Minh đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, quý vị thấy sâu sắc mà hay không ạ? Cái lá thư đầu tiên đó là tổ gửi cho một vị tu sĩ, mà vị này cũng nổi tiếng tu thiền. Tổ sư Ấn Quang nói: dầu cho minh tâm kiến tánh thành Phật, thì vẫn chưa phải là liễu sanh thoát tử đâu. Thành Phật đây chỉ là lý tức Phật, chưa phải là phần chứng tức Phật. Vì vậy cho nên thành ra Ngài nói trong đời này mà tìm người liễu sanh thoát tử, minh tâm kiến tánh thành Phật và triệt chứng để mà tự tại thâu thần tịch diệt tùy nguyện tái lai thì chỉ có hàng Bồ Tát thôi. Thì hầu như những vị tu thiền, tu mật tông gặp Tổ sư Ấn Quang, Ngài quy về tịnh độ hết, vì Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát mà. Và vị này hỏi Ngài đó là có thể bỏ lễ Phật được không? Thì Ấn Tổ nói Ngài có thể bỏ chuyện gì được, bỏ đi kinh hành hay bỏ ngồi hay bỏ gì không biết, chứ nhưng mà bỏ lễ Phật không được. Lễ Phật là một cái phương pháp để cảm thông với Phật nhanh nhất, dễ dàng nhất, không thể bỏ lễ Phật được. Thì chúng tôi đọc qua cái lá thư này thấy, đọc đi đọc lại thấy hay quá, cho nên hôm nay lên nói Thầy Nhuận Minh đọc cho đại chúng nghe. Ở trong phòng vãng sanh với ở ngoài đây, bữa nay là chúng tôi cho lễ Phật nhiều, lễ theo cái kiểu này. Thì hồi nãy có cái 12 lễ thì chúng tôi ở dưới kia là không mở máy chú bá ra, cho nên không có cái nhịp nghỉ ngồi. Thì trên này có chú bá chế ra cái cách có cái nhịp nghỉ ngồi, thì quý vị cũng ngồi theo cái nhịp nghỉ đó. Rồi mình nghe cái beng cái mình xuống, nghe cái beng cái mình lên, đứng lên nghe cái beng mình xá, thì vẫn giữ như vậy được. Còn về lễ Quan Âm thì đại chúng đông như vậy nè, sáng tối trên này rất là đông, cho nên không còn mở một cái câu nhỏ. Cái câu nhỏ đó là quý vị niệm hầu như là trước cái câu nhỏ còn một chữ tát nó lồi ra ngoài đó, thì nó kêu có cái chữ đó là do quý vị niệm hơi nhanh một chút. Còn nếu ít người như khu chuyên tu thì dùng được. Bây giờ hôm qua bị chướng ngại là đại chúng mệt, và còn có vài ba người niệm nó lèo tèo quá và niệm nó không có nổi, cho nên chúng tôi sáng nay mới chế ra một cái câu nhỏ 50 đó để kẹp là cho cái đạo tràng, cho chánh điện ở dưới khu chân tu ít người thì được. Chứ còn trên này đông là quý vị niệm cho quá trời lớn, muốn bể cái chánh điện luôn, thì không cần cái câu nhỏ kẹp vô trong đó. Nói để chú bá biết là sáng tối ở trên này đông thì không cần. Khi nào đông như chủ nhật như vậy là không cần. Nhưng hôm nay quý vị thấy quý thầy, quý chú đồ trên này đông, quý vị quan hiểu à. Chúng tôi nghĩ nếu mà không có lên phát động phong trào sau khi dịch thì chắc vài bữa nữa, thời gian sau cái ngày chủ nhật mà chúng tôi đề xướng từ 2013, 2007 đến bây giờ chắc là cũng lụng bại luôn, không duy trì được ngày chủ nhật nữa. Cho hôm nay chúng tôi lên là để duy trì ngày chủ nhật, là chúng tôi sẽ lên để hâm nóng cái đạo tràng trong những ngày dịch bệnh vừa qua, để cho mọi người đến họ cộng tu niệm Phật. Quý vị thấy cái cảnh mà hai cái cửa đóng lại, quý vị đứng ngoài cửa nhìn vô thèm vô chùa, quý vị biết cái cảnh đó rồi không? Cái cô đó, cô đứng, cô gục mặt lên cái cửa, cô nói trời ơi, corona, sao mà mày đi vô đây mà ở lâu quá, mà cho chùa ông thầy nhàn đóng cửa tao tu không được, tao ghét mày lắm nha mày. Sao ghét nó dữ vậy? Cầu siêu cho nó vãng sanh đi ha. Cái bài mà phục nguyện đó là chúng tôi đánh ra đó, là có hồi hướng cho người bị dịch bệnh và người bị chết. Có một cô tên là cô Lan, cô ở bên Arizona, không biết làm sao đâu, cô theo đứa con đi qua bên Nam Cali. Vị thầy đó thuê một cái kho, cái ho nhỏ nhỏ là cái phòng 10 người trong đó niệm Phật. Cuối cùng 10 người dính hết, cổ cũng dính dịch bệnh Covid Corona, cô chết bên đó. Cô về đây không kịp, chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi máy bay là cô về đây á. Chuẩn bị cho em của cổ cũng có ở đây mua nhà trọ đồ này nọ, bây giờ không kịp. Cho nên qua một cái mùa dịch bệnh này mà chúng ta còn ngồi đây là cái sự may mắn lớn lắm.
Vì vậy chúng tôi khuyên quý vị nên niệm Bồ Tát Quan Âm thường xuyên nữa. Thì hồi nãy thầy Minh có nói về cái việc mà Ấn Tổ viết cái bài tựa cho Bất Khả Lục về cái chuyện họa nữ sắc. Sao mà không có họa nam sắc mà họa nữ sắc vậy? Mấy người nam người ta không có xe xua, mấy người nam người ta không có ăn diện nhiều, cái nghiệp ái của người nam ít hơn người nữ, cho nên người nữ phải mang cái quả là mang nặng đẻ đau. Muốn cho nghiệp ái này giảm đi thì chỉ có niệm Bồ Tát Quan Âm. Nếu tham ái nhiều, sân hận nhiều, si mê nhiều, niệm Quan Âm tiêu trừ nhanh. Niệm Phật có được không? Được. Nhưng mà để cho có cái sự tương ưng nó rất là lâu hơn Quan Âm. Cho hôm qua, hôm bữa chúng tôi đọc trong văn sao Ấn Tổ nói, lắng nghe chỗ này nè, chỗ này là cái chỗ mà mình hiểu để mình biết là mình dùng lúc nào trước danh hiệu Quan Âm nè. Ngài kêu là Phật Di Đà như là ông vua, Quan Âm giống như là tể tướng đứng đầu. Hồi nãy thầy Minh cũng có đọc. Mà muốn vô gặp vua thì qua tể tướng à, gặp người cận thần. Như vậy Phật Di Đà có phân biệt gì không? Không phải phân biệt, mà do cái nguyện lực Bồ Tát Quan Âm có duyên ở phương này, cho nên chúng sanh nên thường niệm Quan Âm. Ngoài cái giờ niệm Phật, thường niệm Quan Âm. Ngay chỗ nào mà dơ giấy trong nhà vệ sinh, chỗ nào không có áo mão, không có chỉnh tề, cứ Quan Thế Âm Bồ Tát mình niệm trong tâm năm chữ, còn không thì Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thường xuyên trong tâm niệm như vậy thì ngược nghiệp chướng nó tiêu trừ, nhất là nghiệp tham sân si, nhất là người phụ nữ cái nghiệp ái, nghiệp dính mắc con cháu chồng con nó tiêu rất nhanh. Cái này chúng ta chân tình nói với quý vị như vậy. Niệm một danh hiệu Quan Âm và thờ kính Bồ Tát Quan Âm cúng dường bằng 62 ức hằng hà sa sáu số các vị Bồ Tát khác. Ở trong Phẩm Phổ Môn nói như vậy. Cho nên Tổ sư Ấn Quang đề xướng cái chuyện niệm Quan Âm rất là nhiều. Thành ra là cái niệm Quan Âm chúng tôi nói lại là cái câu kẹp nhỏ đó, đại chúng đông thì khỏi cần. Bởi vì đại chúng lúc nào cũng niệm nhanh hơn một nhịp, cho nên nó dư một chữ tác lòi ra, thì cho nên thành ra mình để luôn, để Phật Di Đà, niệm Phật Di Đà hồi nãy là không sao, vừa khích luôn. Mà sao niệm Quan Âm nó lại nhanh hơn một chữ. Cho nên thành ra nói chú bá để biết như vậy. Thì hôm nay chúng tôi nghĩ rằng chắc không phải đông như vậy, bởi vì dịch bệnh chắc quý vị cũng chưa có biết được cái thời gian Tịnh Thất Quan Âm mở. Mà hầu như là ở đây là Phật tử ở vòng vòng bên ngoài với là ở Đà Lạt xuống đây những ngày Chủ Nhật. Thì bắt đầu từ Chủ Nhật tuần sau đó thì chúng tôi cũng sẽ lên, quý thầy quý chú cũng sẽ đông như vậy, để cho cái ngày Chủ Nhật nó sẽ là một ngày trở lại như bình thường lúc xưa. Nhưng mà cũng không biết bao nhiêu ngày Chủ Nhật nữa rồi con Corona nó tới rồi đóng cửa nữa đây á. Bây giờ nó tới rình rập, nó tới nó lui miết à. Đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà bớt sát sanh thì nó sẽ tiêu trừ. Nhưng mà đất nước mình thì, riêng nước mình thì chống dịch tương đối là tài. Nhà nước mình rồi chính quyền rồi có biện pháp tương đối là không có nặng như nước Mỹ. Bữa chúng tôi có một cô gửi tiền về cô cúng dường ở Phan San Xích. Chúng tôi ở Mỹ cũng có đi lên trên đó, là bởi vì đi ngang qua đó là mới đến cái chùa Vạn Phật Thánh Thành á. Thì cô nói từ tháng 3 đến bữa nay đóng cửa tiệm nail. Nhà nước cho tiền nhưng mà không đủ để dùng đâu. Rồi chúng tôi hỏi ổ làm sao mà không có tiền dùng mà bữa nay còn gửi về phóng sanh. Nó kêu lúc trước để dành còn dư, bữa nay mới gửi về cúng dường. Nhưng mà hầu như bên nó tê liệt hết toàn bộ luôn. Cái đó là cái điều mà chúng tôi nói cái gì là đất nước mình nó cũng còn một cái phước báu. Sau đó mà nó tới ngay chỗ cái gọi rằng là cái ngay chỗ cái cửa, cái cổng mà để đi vô trong nước Việt Nam, nó gặp mình tu hành hay cái gì không biết trong này nhiều mà nó chưa có xâm nhập vô được hay sao. Mà mình chống dịch tốt chứ còn không là nó cứ rình rập tới lui miết thôi. Đó. Thành ra hôm nay chúng tôi nói cái gì là nhà nào thường niệm Quan Âm, nhất là trì thần chú Đại Bi, cái lúc dịch này là tuyệt, niệm Quan Âm nữa là tuyệt. Ra ngoài mỗi lúc niệm Quan Âm chứ đi đứng đâu có trì chú được đâu. Một ngày 50 biến, ở trong này ai mỗi ngày 50 biến giơ tay coi. Mỗi ngày á, mỗi ngày luôn. Đó, một số người không có trì Đại Bi đó, thấy chưa? Chiều nay ở lại trì bù đi. Chiều nay xếp ghế lên mỗi người ở lại tu cho nó hết một ngày. Về nhà mở cái máy ra trì thần chú Đại Bi 50 biến là giá chót ít nhất. Nhớ không ạ? Rồi thường niệm Quan Âm Bồ Tát nữa. Thì thôi, hôm nay chúng tôi có vài điều để chia sẻ trong cái ngày cộng tu đầu tiên Chủ Nhật trong những ngày dịch bệnh vừa qua. Thì dân dàng rất là tán thán chư Tôn Đức Tăng và một số quý Phật tử đã đến để mà cộng tu.
Thì những cái ngày dịch bệnh đóng cửa, chúng tôi thấy cái chùa nó buồn quá, lạnh tanh như chùa Bà Đanh, ít người quá. Thì hôm nay chủ nhật kêu quý vị đến, nó đông đảo, nó có cái sinh khí lên, thì chúng tôi rất là hoan hỷ. Thôi cố gắng tu cho nó tốt, không? Dạ, A Di Đà Phật. Bây giờ đại chúng ra phóng sanh ha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2020. Tại tỉnh Thất Quan Âm tổ chức cộng tu một ngày, chư vị Phật tử hôm nay tùy hỷ phát Bồ Đề Tâm, bỏ tịnh tài ra mua tất cả chúng sanh đem về để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất, châu báu ngọc ngà. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lương, con ốc này bị cắt cổ nhổ lông, chiên xào nấu nướng, đau đớn hoàng hoài sợ hãi ranh ra. Quý vị mua cái chết này là được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe, sống lâu ít bệnh hoạn. Hôm nay quý vị bỏ tiền ra mua tất cả chúng sanh này đem về để phóng sanh và được nghe Phật Pháp. Quý vị được công đức Pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ, sáng suốt, thông minh. Đó là những công đức trong Kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế này tất cả các loài chúng sanh. Sở dĩ quý vị mang thân súc sanh sống chết gửi trên giao thớt làm thức ăn cho mọi người, đó là do đời trước quý vị đã tạo nhiều nghiệp xấu ác, tham sân si, cho nên thọ mạng ngắn ngủi phải làm thân súc sanh. Vì vậy cho nên hôm nay quý vị nên phát tâm quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Ma Ha Tát Dương Chi Tịnh Thị Biến Sái Tâm Thiên Tánh Không Bắt Đức Lợi Nhân Thiên Pháp Giới Quảng Tăng Viên Điệt Tội Tiêu Khiên Hỏa Diệm Hóa Hồng Liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Ma Ha Tát Phù Tử Thị Giả Bát Công Đức Thị Tại Thiên Chơn Tiên Tẩy Chúng Sanh Nghiệp Câu Trần Biến Nhập Tỳ Lô Hoa Tạng Giới Cá Trung Vô Sứ Bất Siêu Luân Thị Bất Tẩy Thủy Diệu Cực Pháp Thân Trần Bất Nhiễm Trần Phản Tác Tự Kỷ Quyên Trừ Nội Ngoại Đản Địch Đàn Tràng Sái Khô Mộc Nhi Tán Dương Xuân Khiết Ế Ban Nhi Tình Tịnh Độ Sở Vị Đạo Nội Ngoại Trung Gian Vô Trượt Quế Thánh Phạm Ưu Hiển Tổng Thanh Lương Bồ Tát Liễu Đầu Cam Lộ Thủy Năng Linh Nhất Đích Biến Thập Phương Tinh Chuyên Cấu Ế Tận Quyên Trừ Phổ Sái Pháp Duyên Tất Thanh Tịnh Này Chúng Hữu Tình Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Đắc Sanh Căn Bản Tịnh Độ Đà Lạ Ni Nam Mô Đại Bi Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Vân Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Vân Bồ Tát Thiên Tử Thiên Nhàn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Án Ra Đắng Na Đa Ra Già Gia Đệ tử Ban Ra Gia Bồ Đề Tát Đọa Bà Gia Ma Ha Tăng Đọa Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Án Tăng Bàn Ra Bàn Về Số Đăng Na Đăng Tỏa Nam Mô Tăng Kiên Lần Đổi Y Mông Lô Yên Đệ Tăng Bồ Đà Lân Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Trì Hay Rì Ma Ha Bàn Đa Sa Mế Tăng Bà A Tha Đạo Du Bàn A Tề Dân Tăng Bà Tăng Đa Na Ma Bà Gia Ma Văn Đạt Đạo Đạt Điệt Ta Ca ra đế di e trị ma bồ đề tăng đọa tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma e trị đà dân cô lô yến bông đồ lô bạc xà gia đế ma bà xà gia đế đà ra đệ đệ nay tăng bần ra gia ma vạn ma ra một đệ lệ he tăng na ra sam bà ra xá lợi bà sam bà ra xá gia hô lô ma ra tấn rị tô rô bồ đề già bồ đề già bồ đà già bồ đà già di đế rị già na ra cẩn trì đề rị sáng ni na ba già ma na ta bà ha tấn đà già ta bà ha ma ha tấn đà già ta bà ha bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tấn ra tấn a mô kê già ta bà ma ha tấn đà già ta bà ha giảng kiến ra Ta bà ha ba đà ma yên tấn đà già ta bà ha na đa cẩn trì bằng đà ra già ta bà ha ma bà lợi thắng yên ra già ta bà ha già già na mô a di đà bà lo yên đế tướng bằng ra già ta bà ha ấn tấn điện đô mạng đa ra bạc đà già ta bà ha ấn tấn điện đô mạng đa ra bạc đà già ta bà ha ấn tấn điện đô mạng đa ra bạc đà già ta bà ha Này các loài chúng sanh kia, các ngươi nên nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh hướng tâm về Tam Bảo, được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp tinh sâu cùng nguyên thiết.
chuyên niệm Phật Di Đà, cầu vãng sanh tịnh độ, hoa chứng được ngôi văn thôi, để độ tận chúng sanh. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Ma ha tát, chúng sanh đây có bao nhiêu, lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng, các ngươi trớn lòng tâm cùng lắm, nên đời này chìm đắm sông mê, tối tâm chẳng biết tu trì, gây bao tội ác lại về mang thân, sống ở đò đài trên thường đau khổ lòng vậy. Có đỡ đường đâu, dù là bay trướng lần sau, lưới vây tên bắn mong câu thả mồi, ta càng bắn cùng hơi phun đồng. Lúc đó dù kêu không ai thương, hồn còn phàn phân nấu rang son nồi. Muôn phần trên này người cầm chẳng, may sao nhờ can vị thiên nhân cứu cho người đường thân thân, đến đây lại được nhờ ơn phép màu. Vậy người kịp hồi đầu quy Phật, sống trong lòng quy pháp quy tăng, hến lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng. Này các loài chúng sanh kia, các ngươi xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi, gống là tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra. Hôm nay phát tâm xin sám hối, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y Phật lương tống tung tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y pháp ly dùng tung tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y tăng chúng tung tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y Phật không đọa địa ngục. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y tăng không đọa băng. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sáng Thân Như Lai, Nam mô Hoàng Bán Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Y Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vạn sanh, cõi sinh đứng từ bi tím đồ. Nam mô Tây Phương Cần Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Đa Phật A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Đại hai chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh. Đại hai chúng Bồ Tát phóng sanh công đức thù thắng hành, Phổ Biến Thân Phước Gai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tông vạn vô lượng quang phần sắc ca nguyện tiêu tam chướng trừ phiền nào, nguyện đắng trí huệ chân minh điều hòa phổ nguyện tội chương tấn tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cơ phẩm liên hoa vi phù mẫu hóa hoa khai kiến Phật hộ vô sanh, văn thối Bồ Tát vi bàn lư nguyện về thư công đức phổ cảm ơn nhân thiết ngà đặng dư chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự quy y Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cà phán lòng vô thường, tự quy y pháp xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng trí huệ như biển, tự quy y tăng xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng tất cả không ngại, công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.